Bản tin trưa ngày 13 tháng 5. Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin trưa ngày 13 tháng 5. Bản tin gồm có những nội dung chính sau đây. Tin thế giới. Các nghị sĩ Mỹ đề xuất dự luật trừng phạt chính quyền Trung Quốc. Trung Quốc cấm cửa 4 nhà sản xuất thịt bò Úc. Kết hợp Đông Tây Y, Đài Loan điều trị virus corona trong 8 ngày. Tin tại Việt Nam. 27 ngày không có ca lây nhiễm cộng đồng, 3 ca tái dương tính đã khỏi Covid-19. Cảnh sát giao thông tổng kiểm soát có thể dừng xe không cần lỗi ban đầu. Sau đây là thông tin chi tiết. Toàn thế giới ghi nhận tổng số hơn 4,3 triệu ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán, trong đó có hơn 292.000 ca đã tử vong. Tại châu Mỹ, Mỹ hiện ghi nhận tổng số hơn 1,4 triệu ca nhiễm, tiếp tục là vùng dịch lớn nhất thế giới, trong đó có hơn 83.000 ca đã tử vong. Các nghị sĩ Mỹ đề xuất dự luật trừng phạt chính quyền Trung Quốc. Theo Reuters ngày 12 tháng 5, các thượng nghị sĩ Cộng hòa đã đề xuất dự luật trách nhiệm COVID-19 nhằm trao quyền cho Tổng thống Mỹ Donald Trump trừng phạt Trung Quốc nếu Bắc Kinh không cung cấp báo cáo đầy đủ về dịch COVID-19. Dự luật do thượng nghị sĩ Lindsey Graham khởi xướng nhận được ủng hộ từ nhiều nghị sĩ khác, trong đó có thượng nghị sĩ ông Jim Inhofe và ông Joel Wicker. Họ cho rằng chính quyền Trung Quốc sẽ không bao giờ hợp tác với một cuộc điều tra nghiêm túc nếu họ không bị bắt buộc phải làm như vậy. Các biện pháp trừng phạt sẽ bao gồm đóng băng tài sản, cấm đi lại và hủy bỏ thị thực, cũng như hạn chế cho vay đối với các doanh nghiệp Trung Quốc và cấm các công ty Trung Quốc niêm yết trên các sàn giao dịch Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sẽ có thể tiến hành 50 triệu xét nghiệm vào mùa thu. Tiến sĩ Brett Guillot, trợ lý Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ cho biết hôm thứ Ba ngày 12 tháng 5 rằng Hoa Kỳ có khả năng thực hiện 50 triệu xét nghiệm sàng lọc ca nhiễm virus vào tháng 9 tới đây. Tính đến nay, nước này đã tiến hành khoảng 9 triệu xét nghiệm kể từ tháng 1, khi virus corona được phát hiện lần đầu tiên ở nước này. Tại châu Âu, Tây Ban Nha là vùng dịch lớn nhất châu Âu khi xác nhận tổng số ca nhiễm là 269.520 ca, trong đó có 26.920 ca đã tử vong. Chính phủ nước này ngày 12 tháng 5 đã thông báo quy định cách ly bắt buộc 2 tuần đối với khách nước ngoài. Hôm 12 tháng 5, phát ngôn viên của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov xác nhận bị nhiễm COVID-19 và đang được điều trị trong viện. Lần cuối, ông tiếp xúc với Tổng thống Nga Putin là hơn một tháng trước đây. Hiện Nga ghi nhận thêm 10.899 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 232.243 ca, cao thứ 3 thế giới sau Mỹ và Tây Ban Nha. Trong đó có 2.116 ca đã tử vong. Nga đã thực hiện hơn 5,8 triệu lượt xét nghiệm và dự kiến sẽ tăng công suất lên 300.000 lượt mỗi ngày vào giữa tháng 5. Nước này đang giám sát y tế khoảng 251.000 người. Tại Pháp, số người tử vong vì dịch COVID-19 tại nước này lên tổng số 26.991 ca, vượt qua Tây Ban Nha và trở thành quốc gia có số ca tử vong cao thứ tư thế giới sau Hoa Kỳ, Anh và Ý. Tổng số ca nhiễm tại nước này là 178.225 ca. Các nước tại châu Á, Trung Quốc cấm cửa 4 nhà sản xuất thịt bò Úc. Người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Triệu Lập Kiên hôm 12 tháng 5 tuyên bố quyết định cấm nhập khẩu 4 nhà sản xuất thịt bò lớn của Úc là do vi phạm các yêu cầu về kiểm tra, kiểm dịch và nhãn mác chứ không phải xuất phát từ việc Úc kêu gọi điều tra COVID-19. Trước đó, vào cuối tháng 4 năm 2020, Đại sứ Trung Quốc tại Úc, ông Thành Cảnh Nghiệp đã từng cảnh báo là người tiêu dùng Trung Quốc sẽ tẩy chay hàng hóa và trường đại học Úc nếu chính quyền Canberra nhất quyết thúc đẩy cuộc điều tra về virus corona tại Trung Quốc. Trung Quốc muốn bẻ kèo thỏa thuận thương mại, Tổng thống Trump không chịu. Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc ngày 11 tháng 5 tiết lộ, các cố vấn thương mại của chính phủ nước này đã thúc giục Bắc Kinh hủy thỏa thuận giai đoạn 1 đã ký với Mỹ vào đầu năm 2020 để đàm phán lại một thỏa thuận mới có lợi hơn. Tuy nhiên, khi được hỏi về vấn đề này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố "Tôi không quan tâm điều đó, chúng ta đã ký thỏa thuận rồi." Và ông khẳng định "Không, không đâu, không một chút nào. Tôi cũng nghe thông tin đó, họ muốn mở lại các cuộc đàm phán thương mại để có một thỏa thuận tốt hơn dành cho họ." Tin tiếp theo, kết hợp Đông Tây Y, Đài Loan điều trị virus corona trong 8 ngày. Hãng thông tấn Trung ương Đài Loan đưa tin hôm ngày 11 tháng 5, Đài Loan đã tìm ra phương pháp điều trị viêm phổi Vũ Hán bằng việc kết hợp Trung Tây Y. 14 trường hợp được điều trị bằng phương pháp này đã cho kết quả khả quan, trong đó có 12 người đã âm tính sau 8 đến 10 ngày và được xuất viện, 2 người còn lại đang được điều trị và có kết quả tích cực. Đài Loan đang chuẩn bị kế hoạch công bố phương pháp điều trị này và áp dụng rộng rãi trong điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Tại Hàn Quốc, xuất hiện ổ dịch mới liên quan đến 5 quán bar và hộp đêm ở Itaewon, làm dấy lên lo sợ về làn sóng COVID-19 thứ hai tại nước này. Chính phủ Hàn Quốc đang truy tìm hàng nghìn người đã đến các hộp đêm ở nơi này thông qua dữ liệu di động, sao kê thẻ tín dụng và CCTV.
Nước này ghi nhận tổng số 10.962 ca nhiễm, trong đó có 259 ca đã tử vong. Tại Iran, tất cả các nhà thờ Hồi giáo tại Iran sẽ mở cửa tạm thời vào ngày 12 tháng 5 sau khi tham khảo ý kiến với Bộ Y tế Iran. Tuy nhiên, các nhà thờ sẽ chỉ mở trong 3 ngày đặc biệt của tháng chay Ramadan và không rõ liệu có được mở cửa sau đó hay không. Hiện Iran ghi nhận tổng số 110.767 ca nhiễm, trong đó có 6.733 ca đã tử vong. Tại Singapore, Bộ trưởng Y tế Singapore Kan Kim Yong ngày 12 tháng 5 cho biết họ dự định sẽ xét nghiệm toàn bộ 323.000 lao động nhập cư đang sống ở trong các khu ký túc xá. Singapore xác nhận thêm 884 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 24.671 ca, trong đó có 21 ca đã tử vong. Tại Indonesia, báo Jakarta Post ngày 12 tháng 5 đưa tin chính phủ Indonesia sẽ cho phép những người dưới 45 tuổi rời nhà để đi làm, nhằm ngăn chặn việc sẽ có thêm nhiều người nữa bị sa thải vì các biện pháp hạn chế di chuyển để ngăn dịch lây lan. Indonesia hiện ghi nhận tổng số 14.749 ca nhiễm, trong đó có 1.007 ca đã tử vong. Còn tại Philippines ghi nhận tổng số 11.350 ca, trong đó có 751 ca đã tử vong. 30.000 vé tàu hỏa tại Ấn Độ đã bán sạch trong 3 giờ. Ngày 12 tháng 5, Ấn Độ đã nối lại các tuyến đường sắt từ thủ đô New Delhi đến 12 thành phố khác, bao gồm Mumbai, Chennai, Bengaluru. Khoảng 30.000 vé tàu đã được bán hết sạch trong vòng 3 giờ. Ấn Độ hiện ghi nhận tổng số ca nhiễm là 74.292 ca, trong đó có 2.415 ca đã tử vong. Tin tức tại Việt Nam. Sáng ngày hôm nay, Bộ Y tế không ghi nhận ca dương tính mới nào. Như vậy, Việt Nam đã bước sang ngày thứ 27, không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Vào chiều ngày hôm qua, có 3 người tái dương tính ở thành phố Hồ Chí Minh đã được công bố khỏi COVID-19. Đây là 3 người quốc tịch Brazil liên quan đến quán Ba Buddha được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Như vậy, đến nay Việt Nam còn 36 bệnh nhân đang điều trị. Tin tiếp theo, bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 đến 14 tháng 6 năm 2020, Cảnh sát Giao thông toàn quốc sẽ thực hiện tổng kiểm soát các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, tập trung vào ô tô kinh doanh vận tải hành khách, container, ô tô con, mô tô, xe máy. Các loại giấy tờ như đăng ký xe, giấy phép lái xe, bảo hiểm, chứng nhận kiểm định sẽ được kiểm tra, đồng thời xử lý nghiêm hành vi vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, làn đường, v.v. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ sử dụng các loại camera để ghi lại hoạt động trong ca công tác của cảnh sát làm nhiệm vụ và người được kiểm tra. Cảnh sát giao thông được quyền yêu cầu dừng xe nếu phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ. Tuy nhiên, có những trường hợp dù không phát hiện vi phạm nhưng cảnh sát giao thông vẫn được quyền dừng xe như thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tuần tra, kiểm soát của Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông hoặc Giám đốc Công an tỉnh trở lên. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình trưa nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và đăng ký kênh Khỏe Tự Nhiên. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Bản tin tối hôm nay.